TNS, kích thích điện dưới da giúp giảm đau cơ. Hệ thống laser giúp giảm đau, kích thích lành thương. T-Scan giúp phân tích khớp cắn kỹ thuật số. Để tiếp theo chương trình, bác sĩ Daniel Sa trình bày báo cáo chủ đề thiếu hụt xương hàm, quy trình thiết kế ngược. Bác sĩ Daniel Sa tốt nghiệp trường đại học Saint Joseph de Beirut, Liban, người sáng lập ra Les Hochschild, chuyên gia trong dược lý nha khoa, bằng đại học Diu về bệnh học miệng, chứng nhận về phẫu thuật giải phẫu thuật giải phẫu, chứng nhận về và bằng thạc sĩ về Lehm tại trường đại học Gotha Frankfurt, Đức. I would like to introduce Dr. Daniel Sa with the presentation. The topic of the presentation is esophageal reserve engineer. Dr. Daniel Sa graduated from St. George University of Beirut, Liban, founder of Les Hochschild, especially in oral medicine upon his completion of two-year residency program in France with the postgraduate inter-university diploma in the pathology of the oral mucosa. The holder of a postgraduate diploma of sectional surgical anatomy after his completion of 1 year dissection program in the lab of Montpellier. He achieved Master of Science in Oral Implantology from Goethe University, Frankfurt, Germany, and appointed by the faculty as an academic advisor and clinical instructor for the Welcome, Dr. Daniel Sa. Good afternoon, dear colleagues. Chào buổi chiều các bạn đồng nghiệp thân mến. Cảm ơn lời mời đồng nghiệp của các bạn đã cho tôi tham gia hội khoa học tổ chức tại Việt Nam. Tôi là nhạc sĩ tổng quát tại Beirut, Liban. Tôi có một cơ sở tư nhân tên là Smile Factory. Và tôi là giảng viên lâm sàng và trợ giảng thể học Franklin, Đức. Và tôi là cố vấn lâm sàng và về cái ghép implant. Và là nhà sáng lập của Let's Talk Guide, trung tâm về lập kế hoạch và kỹ thuật số phẫu thuật có hướng dẫn. Và nếu mà các bạn có hướng dẫn có hứng thú với phẫu thuật có hướng dẫn thì xin mời các bạn ghé thăm trang web letstalkguide.com. Hôm nay tôi sẽ thảo luận về hai trường lâm sàng về cái trường hợp là bệnh nhân bị thiếu hụt xương hàm trên. Tôi hy vọng là chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số cái hiểu biết về cái cách thực hiện phẫu thuật có hướng dẫn và sử dụng những cái thiết bị cấy ghép đặc biệt. Và đây là trường hợp lâm sàng đầu tiên. Bệnh nhân 75 tuổi, có tình trạng về sức khỏe toàn thân như là tiểu đường được kiểm soát, đã được sử dụng cái thuốc chống đông và có mấy cái tình trạng bị Parkinson thể nhẹ. Và đặc biệt là bệnh nhân đã trải qua một cái tình trạng là cái ghép implant bị thất bại. Và đây là tình trạng bệnh nhân khi bệnh nhân cười. Chúng ta chỉ nhìn thấy toàn bộ cái hàm dưới của bệnh nhân mà thôi, với đường cười rất là thấp. Đây là hình ảnh trong miệng của bệnh nhân. Và bệnh nhân có thể thấy là chúng ta có thể thấy là có bốn răng cửa hàm trên. Và bốn răng này thì chúng tôi có chỉ định là nhổ bỏ. Và tôi đã thực hiện cái việc chồng ảnh để thấy tương quan giữa hàm trên và khi bệnh nhân cười. Và đây là điều cần rất là quan trọng cho cái phục hình mà chúng ta thực hiện ở tương lai.
Khi mà chúng ta quan sát về cái khớp cắn, chúng ta có thể nhìn thấy cái hàm dưới của bệnh nhân. Và chúng ta có thấy là cái khung hàm dưới bệnh nhân thì nó cũng hơi bị méo mó. Đặc biệt là cái vị trí khung hàm dưới bên trái. Và khi chúng ta nhìn lại hàm trên mà xem xét kỹ hơn về cái bốn răng còn lại. Và tôi sẽ cho các bạn thấy đây là hình ảnh X-quang của bệnh nhân để chúng ta có thể đánh giá kỹ hơn. Và chúng ta có thể thấy hình ảnh mờ xoang hàm trên bên phải. Và có vẻ như là cái bệnh nhân này đã được thực hiện nâng xoang ở bên phải với cái tình trạng ấy, một cái implant còn lại. Và có cái xương hàm của bệnh nhân thì bị thiếu hổng rất là nhiều với cái xoang hàm hai bên xuống rất thấp. Và chúng ta sẽ cùng quan sát lại. Thực ra thì bệnh nhân này, theo lời kể của bệnh nhân, ông đã kể với tôi rằng là 4-5 năm trước thì bệnh nhân đã đến khám ở phòng khám của tôi và cần một cái giải pháp điều trị cho bệnh nhân. Và cái tại thời điểm đấy thì ông ấy đã nói rằng là tôi đã tư vấn cho bệnh nhân một cái kế hoạch điều trị thì tương đối là phức tạp bằng cách đặt implant và trì hoãn. Và cái kế hoạch điều trị này có thể kéo dài một năm. Và bệnh nhân thì lại thấy rằng kế hoạch này của tôi đưa ra thì tương đối là nặng nề và rất tốn kém. Và bệnh nhân đã quyết định tìm đến một cái phòng khám khác ở chợ thị trấn. Và bệnh nhân được quyết định là ở đó thì bệnh nhân đã được phù hình cố định bằng 5 cái implant. Và bệnh nhân đồng ý với kế hoạch đó với phụ huynh tức thì. Và cái phụ huynh này thì không kéo dài quá 2 năm. Và implant dần dần bị rụng ra từng chiếc một. Và bệnh nhân lại đến gặp tôi với cái tình trạng là chỉ có duy nhất một cái implant còn tồn tại. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái vị trí nâng xoang ở hàm trên bên phải. Đó là vị trí mà implant rụng. Đồng thời ở bên trái, và đấy là cái vị trí mà implant fail. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh 3D của xương hàm. Cái tình trạng mà xương bị thiếu hổng cũng như là tình trạng khuyết hổng xương. Và do đó thì việc đưa ra kế hoạch điều trị cho bệnh nhân ở tình trạng như thế này đặc biệt là bệnh nhân đã được trải qua một cái tình trạng là cái ghép implant nhưng mà thất bại. Và thường là những bệnh nhân mà đến với tình trạng này thì có giới hạn về mặt tài chính. Và đặc biệt bệnh nhân này còn có những bệnh toàn thân nữa. Và vấn đề là bệnh nhân cần được có một sự phục hồi mặt chức năng nhanh nhất có thể. Và không phải trải qua những đợt điều trị kéo dài và tốn kém. Và tôi nghĩ rằng bệnh nhân đang thực sự là trải lòng với tôi. Và nếu mà là 5 năm về trước, tôi có thể là sẽ thực hiện cái nâng xoang hàm trên của bệnh nhân và đồng thời thực hiện cái kế hoạch tái sinh xương. Và để thực hiện cái kế ghép implant truyền thống. Và tôi sẽ thực hiện là cái trì hoãn cái ghép implant và tái lập phục hình.
Thực ra thì 5 năm trước thì kế hoạch của tôi là vậy. Và kế hoạch này thì tôi nghĩ là cũng phải lấy của tôi ít nhất là 1 năm. Tại thời điểm đó thì tôi được giới thiệu về cái dòng implant được tên gọi tên là Compress Capsid M và Compress MP, và với tên thương hiệu là Root M và Root MP, được chế tạo bởi công ty Trade. Và implant này có rất nhiều ưu điểm, nhưng mà tôi nghĩ là tôi cần có nhiều thời gian để chấp nhận cái sử dụng implant này. À, tôi thực sự là với cái ưu điểm nhưng mà tôi rất là hoài nghi. Và tôi thực sự chưa được có được lòng tin của tôi. Và tôi nghĩ là tôi sẽ mất cần nhiều thời gian để chấp nhận nó, để thực hiện nó trên lâm sàng. Đặc biệt là trong trường hợp mà cấy ghép bệnh nhân implant toàn hàm. Và cái điều thú vị ở dòng cấy ghép này là gì? Là chúng có các hệ thống implant này có nhiều cái multi unit, hệ thống multi unit. Và có thể implant này được sản xuất với cái đường kính mỏng hơn do không có lõi ở bên trong. Và không ảnh hưởng đến tính chất cơ học của implant. Và chúng tôi có một cái biến thể là Compressive MP cho cái vùng chân bướm. Và sự khác biệt chính của hai loại này đó chính là cái hình thể U, dạng chữ U ở phần gen. Hoặc là hình vuông. Và cái hệ thống implant này thì được sử dụng cho những vùng xương rất là xốp, ví dụ như lở cổ xương hàm trên. Và cái hệ thống implant này thì thường là sử dụng cho hệ thống xương rất xốp, đặc biệt là lồi cổ xương hàm trên ở phía sau. Và chúng ta có thể thấy một cái hình ảnh động ở như thế này. Đây là cái vị trí đặt cái implant ở vùng là chân bướm, và chúng ta có thể thấy được là cái rãnh của implant, cái thiết kế của cái implant này nó sẽ tích hợp, nó cài vào trong cái phần xương xốp. Và bởi vì nó có tính chất là thiết kế rất là đặc biệt. Chính vì cái tính thực tế đặc biệt này thì nó được sử dụng cho cái vùng xương rất là xốp, đặc biệt là vùng lồi cổ xương hàm trên. Và chúng ta quan sát ở vùng chóp của implant. Vùng chóp implant thì rất là mỏng, có tính chất là tự 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 xoắn, tự vặn. Và cái thiết kế này cho phép là cái implant nó sẽ có tự tìm đường. Và chính vì cái thiết kế tự tìm đường này thì nó giúp cho bác sĩ khi cấy ghép implant một cách an toàn hơn. Và cái việc thiết kế của implant này và thiết kế này sẽ giúp cho tránh ra những cái thành phần giải phẫu liên quan và dễ dàng khi đặt implant ở vùng chân bướm. Và đây là loại implant rất là thú vị với cái thiết kế rất là rộng ở phần trên, ứng dụng cho cái xương xốp ở cái vùng lồi cổ xương hàm trên. Và cái vùng chóp của implant
được thiết kế rất là mỏng để được để có thể là đi vào cái vùng chân bướm một cách dễ dàng. Như chúng ta biết là cái vùng xương sốt thì rất khó độ đạt được ổn định sơ khởi. Và với việc sử dụng implant này thì cái việc đạt được sự ổn định sơ khởi là rất là tốt. Và giúp cho những cái bác sĩ có thể đặt được implant và ở vùng này và chúng ta có thể cảm nhận được dễ dàng cảm nhận dễ dàng việc là chúng ta có đạt được cái sự ổn định sơ khởi, đặc biệt là ở vùng chân bướm. Và implant này có rất nhiều cái ưu điểm. Và khi mà đặt những cái hệ thống implant thông thường ở vùng chân bướm thì thường là chúng ta đạt được cái ổn định sơ khởi khoảng tầm 20 Newton cm. Và khi sử dụng hệ thống implant này và đặc biệt phần chóp được cài vào cái mảnh chân bướm trong thì chúng ta có thể đạt được 80 đến 90 Newton cm. Và đây là thực sự là một cái giải pháp vượt trội đối với những trường hợp mà xương hàm bị thiếu hụt, đặc biệt là cái vùng lồi cổ xương hàm trên. Đặc biệt là trường hợp mà chúng ta cần cái sự tải lực tức thì. Bởi vì với trường hợp tải lực tức thì chúng ta sẽ phải tăng cái ổn định sơ khởi rất là tốt. Và đây là trường hợp video hướng dẫn về chúng tôi cách đặt implant của hướng dẫn và giúp cho cái quy trình nó an toàn hơn. Thì đây là cái mũi tissue punch có tác dụng là lấy bỏ cái mô mềm. Và chúng ta cũng không cần phải mở rộng khoảng cho đặt việc đặt implant đâu. Và chúng ta chỉ cần sử dụng cái mũi định hướng mà thôi. Vì cái vùng này thì thường là xương rất là xốp. Và chúng ta có thể sử dụng cái hình, chúng ta thấy là cái implant dạng compressive M được đặt vào vị trí lồi cổ xương chân lồi cổ xương hàm trên. Và đây hình ảnh implant được đặt ở trong miệng với ở vị trí lồi cổ xương hàm trên. Và chúng ta hãy trở lại với cái thiết kế của implant. Thế thì cái loại này thì mang các ưu điểm gì? Như tôi đã trình bày thì đây là một loại implant một khối với cái multi-unit ở phía trên và có cái kết nối ngoài. Và nó không có thành phần nào ở bên trong cái thân implant cả. Và điều đó là tại sao gọi là implant một khối, solid implant như vậy. Và chính vì cái đặc điểm của implant như vậy thì việc sản xuất ra implant này thì chúng ta có thể đạt được cái implant rất là mỏng. Và việc thiết kế implant mỏng như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện những cái can thiệp phẫu thuật có thể tối thiểu. Và về abutment thì nó mô tả như là cái implant ở mức mô mềm tissue level. Và cái sự kết nối giữa phục hình và abutment thì ở ngang mức mô mềm. Và việc kết nối sử dụng cái tissue implant thì chúng ta sẽ tránh được cái micro grab. Và cái một điều quan trọng
đó là cái đối ngoại. Và có nghĩa là khi chúng ta đặt những cái implant đặc biệt root M hoặc là compressed M hoặc là MP, thì chúng ta có thể đặt đến cái độ nghiêng tới 60 độ. Và chúng ta có thể thực hiện được cái vùng hình mắt vít. Và thậm chí là cái implant này có thể đặt được vị trí nghiêng đến 60 độ. Hoặc là những cái implant phân kỳ. Mà chúng ta không cần phải sử dụng bất cứ một cái implant đổi góc nào. Và chính việc sử dụng cái multi unit và phù hình mắt vít thì mang lại nhiều ưu điểm. Đầu tiên là chúng ta có thể tránh được cái sử dụng xi măng gắn, và sâu xa hơn nó sẽ là giảm nguy cơ viêm quanh implant. Và phù hình cũng có thể, chúng ta có thể rất dễ dàng tháo vít và vặn vít và tháo lắp phục hình khi mà chúng ta cần. Và một lợi thế lớn của cái loại implant này MP, M hoặc là MP, là có cái hệ thống vít rất là to. Như là cái hình ảnh như trên chúng ta có thể so sánh của những cái multi unit của những hãng khác nhau. Và những các bác sĩ mà thực hiện cái những cái implant on for thì thường nó rất làm phiền, là có những trường hợp là bệnh nhân quay trở lại với cái phục hình bắt vít bị lỏng hoặc là bị gãy ở một vài điểm. Và với những cái compressed implant dạng compressed M hoặc MP, và cái có hệ thống vít lớn hơn một cách rõ rệt, và cái lực xoắn, lực vặn tốt hơn. Và chính vì lực xoắn tốt hơn như vậy thì có thể chịu được cái lực tốt hơn. Và nó sẽ giảm cái nguy cơ lỏng vít với hệ thống này. Đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy cách mở và cái lưu giữ phục hình như thế nào. Tôi đã mô cả xong cái phần thiết kế của implant. Và tôi đã quyết định là ở bệnh nhân này tôi đã đặt 6 cái implant. Trong đó có 2 implant ở vùng chân bướm, 2 implant ở vùng cạnh mũi và 2 implant ngắn ở phía trước. Và với trường hợp đặc biệt này, chúng ta có thể thấy ở vùng xương, ở vùng lồi cổ xương hàm trên rất là mỏng, và chúng ta không thể đặt cái implant, cái đường kính, cái rãnh của implant có cái đường kính lớn được. Chính vì vậy thì tôi sẽ đã phải chuyển kế hoạch cấy ghép implant dạng M chứ không phải là MP. Vì implant dạng M thì nó có thiết kế mỏng hơn và gen mảnh hơn.
Và khi mà chúng tôi để ý cái vùng mà vùng cạnh mũi và vùng răng nanh, tôi quyết định là hai đặt hai cái implant compressive M ở phía sau và hai compressive MP ở vùng cạnh mũi và hai compressive M ở vùng phía trước. Thì đây là một cái O1 6. Chúng ta có thể thấy rõ hơn là trên cái hình ảnh mà chúng ta đã làm mờ cái mẫu hàm đi. Okay, so we can name it if you want O16. Mà đây là cái phục hình cái ghép 6 kim plan O16. Okay. Now since we agreed with the patient to give... Và khi mà chúng tôi thảo luận với bệnh nhân và bệnh nhân để cung cấp cho ông bệnh nhân đó, thì cái giải pháp mà thầy để thành công với cái phục hình hàm bắt vít, và tôi đã quyết định là sử dụng cái phục hình chất liệu bằng nhựa bởi vì nó nhẹ rẻ hơn, chi phí giá thành nó rẻ hơn cái PFM hoặc là zirconium. Ít nhất là ở đất nước của tôi. Vì vậy chúng tôi đã chọn cái giải pháp này. Và như chúng ta biết, một hàm giả như vậy thì có chiều cao 1,5 cm. Với cái nhựa acrylic màu hồng và có cái khung kim loại bên trong. Để thực hiện điều này, chúng ta có thể thấy rằng là hàm đặt ở trên cái miệng bệnh nhân như vậy, such a result having an artificial acrylic gummy smile. Và chúng ta thấy khi bệnh nhân cười thì chắc chắn là sẽ hở lợi. Và sẽ ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của bệnh nhân. Chính vì vậy là chúng ta sẽ phải tìm cho bệnh nhân một cái giải pháp tốt hơn. Và cái giải pháp ở đây là cắt bỏ đi một phần nhỏ ở cái vùng răng phía trước để có thể nâng một phần hàm giả lên để có thể che đi lớp cái nhựa màu hồng ở phía sau của cái môi trên của bệnh nhân. Và chúng tôi đã làm cái hàm tạo hàm dưới bệnh nhân sau khi đã hoàn thiện hàm trên. Cái hàm này sẽ được gắn trực tiếp lên cái hàm trị dưới của bệnh nhân. Và chúng ta có thể thấy là cái hàm tạo này được gắn trên miệng bệnh nhân, trên trực tiếp trên cái mẫu hàm dưới. Và ngay từ lần gặp đầu tiên thì tôi đã tiến hành cái hàm này. Và chúng ta cần có cái sự chính xác và hiệu quả, đặc biệt là mặt chi phí bệnh nhân. Vì bệnh nhân cũng không có khả năng để có nhiều tiền để chi trả cho việc điều trị này. Và chúng tôi cũng có giới hạn về mặt thời gian. Và chúng tôi cần phải có kế hoạch rất là chính xác và cụ thể.
economically speaking very efficient. Và có tính hiệu quả nữa. Vì vậy tôi đã thiết kế một cái hệ thống máng. Có bốn thành phần. Thành phần đầu tiên là cái máng chính. Để hướng dẫn cấy implant chân bướm. Và implant ở vùng cạnh mũi. Và trên cái máng chính này, tôi đã thiết kế một cái hệ thống để hướng dẫn cái hạ xương ở vùng cửa. Tiếp theo là cái thành phần thứ hai, tôi sẽ trồng lên cái thành phần máng chính. Sau khi tôi đã cắt ở phần trước, và để đặt hai cái implant ở phía trước. Và thành phần thứ ba có cái cũng là cái thành phần mà được đặt lên cái máng chính. Và tôi sẽ phủ sử dụng sáp cắn ở phía sau. Và cái máng này sẽ có tác dụng là đo được cái kích thước dọc của bệnh nhân. Và cái máng thứ tư thì tôi sẽ nói về cái mục đích của nó ở slide tiếp theo. Sau khi mà tôi thực hiện cái gắn cái hàm tạm ở hàm dưới của bệnh nhân. Và tôi sẽ chuyển lên cái hàm trên và bắt đầu với cái máng chính. Và chúng ta có thể thấy bắt đầu đặt cái implant và chúng tôi cứ tiến hành cắt cái thành phần ở phía trước hàm trên để loại bỏ tình trạng cửa lợi. Và tiếp theo là tôi sẽ trồng cái máng thứ hai lên. Sau khi đặt máng thứ hai và cắt xương thì tôi sẽ trồng cái thành phần của máng thứ ba có cái vít sáp. In my digital design I've designed some markings here in order to clip away or clip off. Và tôi thực hiện thiết kế số để đánh dấu một số cái phần xương cắt bỏ. Để tránh cái những cái thành phần mà nhựa có thể chui vào. So once I've clipped off the this bone reduction guide, I've placed the fourth component. Và sau đó thì tôi đặt cái thành phần thứ tư. Thành phần này được gọi là cái phần gọi là buccal seal, để buccal seal tức là cái bảo vệ má, bảo vệ môi má. Reduction guide, and then I have overlapped this bone occlusal registration guide. Let's say. Và tôi ghi dấu cắn bằng cách là yêu cầu bệnh nhân cắn miếng sáp. Và sau đó thì tôi sẽ đặt cái buccal seal vào. And once I've registered the bite.
Và sau khi mà chúng tôi có cái dấu cắn ở trên cái mẫu, và tôi sẽ chuyển cái phục hình này, lấy dấu này, và tôi sẽ tiến hành lấy dấu cuối cùng. We have cut a portion of the ridge. Ở phía trước thì tôi cắt một phần rìa nên tôi đặt hai cái trụ lấy dấu gián tiếp và trồng cái thành phần phía trước của máng lên một lần nữa. Và coi nó là như một cái thành phần đủ thì lấy dấu. Nhưng mà trước khi mà đặt vào miệng bệnh nhân, và tôi sẽ phải đổ đầy cái vật liệu lấy dấu đông cứng. Và tôi thực hiện quy trình lấy dấu. To take the impression of the soft tissue mucosa, of course. So once the plaster is set. Và khi mà cái thạch cao đã cứng rồi thì tôi lấy cái dấu này ra khỏi miệng bệnh nhân và gửi đến xưởng. Cùng với cái dấu cắn mà tôi đã lấy trong miệng bệnh nhân. Và đây là cái quy trình ở trong xưởng. Put everything into articulation and mounted on an articulator. Và sau đó là sẽ lên giá khớp. Và đây là quy trình toàn bộ ở xưởng chứ không phải là của tôi. Thế ở xưởng thì họ thực hiện theo quy trình làm wax, thiết kế cái khung. Và đây là cái hàm giả tạm thời của bệnh nhân. Và điều quan trọng đó là cái vị trí mà liên quan đến tiếp xúc với cái mô mềm. Thì đây là cái vị trí mà hay lắng đọng thức ăn và mảng bám. To the implant, everything has to be converted into convexities. So, và cái vị trí này thì tôi hay phải chuyển nó thành dạng lồi để tránh lắng đọng thức ăn và gây đến tình trạng viêm quanh implant. Thực ra cái điều này thì rất là khó có thể giải thích cho cái xưởng labo. Và tôi thường là phải tự mình làm lại cái vấn đề này ở tại phòng khám của tôi. How to do the intaglio, because I think that this is the most. Và cái việc mà tôi làm như thế này thì tôi sẽ trực tiếp thêm bớt nhựa ở trên miệng bệnh nhân để làm cho cái mặt thì nó sẽ lồi hơn. Bằng cách rất là đơn giản là tôi chỉ thực hiện là thêm một số cái thành phần nhựa ở trên đó thôi. Và để nó biến thành cái bề mặt lồi.
Thì đây là một cái vài hình ảnh việc là chúng ta không thực hiện cái bề thêm nhựa để tạo thành những bề mặt lồi. Và chúng ta có thể thấy mảng bám thức ăn đọng rất nhiều dưới gầm. Và đây là nguy cơ về sau có thể dẫn đến viêm quanh implant. Thì đây là cái video tôi chiếu lại cái quy trình thôi. Và cái ở bệnh nhân này thì được hoàn thiện cái hàm hình ở trong hai cái giai đoạn. Và chúng ta sẽ đến với giai đoạn 1 và chúng ta sẽ tưởng tượng xem. Và cái giai đoạn 2 là chúng ta sẽ có cái giai đoạn đưa cho bệnh nhân cái hàm phục hình cuối cùng. Thì đây là cái hình ảnh phim X-quang ngay từ đầu tôi đã trình chiếu cho các bạn xem. Tôi lên kế hoạch cấy 6 implant và thành hai giai đoạn trong vòng chỉ có 3 ngày thôi. Đây là cái bộ phận máng gồm 4 thành phần. Và chúng ta sẽ xem cái các bước quy trình. Đầu tiên là tôi sẽ đặt cái thành phần hàm dưới, đặt lên cái chính cái bản thân hàm dưới của bệnh nhân. Sau đó tôi đặt máng chính và đầu tiên là tôi sẽ đặt cái hai cái implant chân bướm. Việc sử dụng implant chân bướm ở đây tôi sử dụng cái implant compressive M. Tiếp theo là tôi sẽ chuyển sang cái vùng răng cửa bằng cách là tôi sẽ nhổ những cái 4 cái chân răng còn lại. Tôi sẽ đánh dấu cái đường rạch và tôi nối những cái đường rạch này với nhau. Và tôi thực hiện cái việc bóc tách vạc rất là cẩn thận để bảo tồn cái mô bám dính. Và đây là cái hai cái implant mà tôi đặt ở vị trí cạnh mũi loại MP. Và đây là cái mũi khoan hình bánh xe như trên để mục đích là để hạ xương. Với sử dụng cái máng hướng dẫn hạ xương. Sau khi hạ xương thì tôi đặt một cái máng thứ hai. Và máng thứ hai này là cái máng mà hướng dẫn đặt hai cái implant vùng răng cửa. Và cuối cùng là tôi hoàn thiện đặt cái 6 implant cho bệnh nhân. Và cuối cùng là tôi sẽ thực hiện là khâu đóng cái phẫu trường lại. Và các chúng ta có thể thấy là có bệnh nhân có rất nhiều cái mô bám dính rất là lành mạnh. Thì đây là cái giai đoạn mà tôi đặt cái Booker Shield. Và đây là cái răng mà chúng ta có thể thấy. Và trên cái máng chính tôi sẽ thực hiện để lấy dấu hai cái 4 cái implant ở phía sau. Và cái máng thứ hai là cái máng mà để hướng dẫn hai cái implant đằng trước thì tôi sẽ chồng lên để tôi lấy mục đích là tôi sẽ lấy dấu hai cái implant phía trước nữa. Và đây là cái hình ảnh cuối cùng sau khi mà lấy dấu 6 cái implant trên miệng bệnh nhân. Và tất cả cái quy trình này tôi đã gửi cho xưởng. So putting mask
discussed and mounting the case on the articulator. Và đây là cái hình ảnh mà tôi đã cho chúng bạn cho chúng ta xem từ trước rồi. Và đây là cái mẫu hàm tạm của bệnh nhân với hai quy trình chỉ trong vòng 3 ngày. Và chúng ta có thể thấy và chỉ sau 2 ngày thì bệnh nhân đã có sự thay đổi hoàn toàn về cái chức năng cũng như là thẩm mỹ. Thank you for your presentation. I look forward to your new studies. On behalf of School of Dentistry, I would like to send Dr. Daniel Saad the certificate. Thank you very much for your presentation. Do thời gian có hạn, ban tổ chức xin phép được dừng buổi chia sẻ của báo cáo viên Daniel Saad tại đây. Mọi câu hỏi, nếu báo cáo viên chưa kịp giải đáp, xin quý vị gửi email cho ban tổ chức và ban tổ chức sẽ gửi lại phản hồi.